ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដរហូតដល់262នាក់ភាគច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញខណៈអ្នកជាសះស្បើយចំនួន70នាក់ផងដែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅតែមានចំនួនច្រើនបាននាំមកគេអំពីសំណាក់បណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងបាទប្រទេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនាំមុខនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះត្រូវបានរីរដ្ឋាភិបាល ធ្វើការបដិរិទ្ធិជំនាញភ្នំពេញទាំងមូលជាមួយនឹងក្រុងតាក្មៅប៉ុន្តែក៏មានករណីលើកឡើងផ្សេងៗសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលដើរផ្សារដែលអនុញ្ញាតឲ្យទៅនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍បើពីរដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអនុញ្ញាតឲ្យបានទៅធ្វើការបើដើម្បីរោគចំណូលយកមកចិញ្ចឹមគ្រួសារមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអនុញ្ញាតឲ្យចេញក្រៅផ្ទះឯហាត់ប្រាណនៅម្ដុំខាងមុខផ្ទះបានដូចគ្នា ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលបើករណីឆ្លងថ្មីរហូតទៅដល់262នាក់នៅក្នុងនោះផងដែរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់នេះក៏ជាចំនួនមួយនៅតែច្រើនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលបានកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃមួយរយៈចុងក្រោយនេះរោគឃើញរយៗនាក់មិនក្រោមពី អត់រយអ្នកនោះទេដូច្នេះបងប្អូនត្រូវតែបើប្រុងប្រយ័ត្នដោយធ្វើការរក្សាកម្លាតនិងឧស្សាហ៍លាងដៃជាមួយនឹងអាល់កុលឬជែលពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើបងប្អូនមិនស្រឡាញ់អ្នកដទៃមិនស្រឡាញ់សង្គមជាតិគួរតែស្រឡាញ់គ្រួសារនិងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនច្រើនដើម្បីស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនច្រើនបងប្អូនត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជៀសវាងកុំឲ្យមានការឆ្លងវិជ្ជមានកូវីដ-19 ដើម្បីជៀសវាងបា
bong pon trơ tài rẻ xa cùng liệt cùng chụp chung ba chưa bị xe cùng từ đa hai gần lại nè đại chia đồng bon cả đa cổ cúc nâng chung người covid đập đồng buồn ní cứ chia tháng năm tiếp đại bong pon trơ tài châu ruộng ba lép tiếng ọc nè nếu bước thứ hai tì đập đồng môi khai mày sai cho năm pi pon mà phải môi cơ sung so ca pi ba căng pi chia ban trên sẽ đây pro ca chu nồng năng thà rô khơi cả đàn anh vi chấm miên covid đập đồng buồn thay mai chấm nuôn pi rồi học sập pi nè nâng miên cả đàn anh chia sát bay chấm nuôn chất sập buồn nè phòng đài bà dông tờ tam sẽ đây pro ca pro miên rồi bác cơ sung so ca pi ba căng pi chia lộc ban mình chia thả nè vi chấm miên covid đập đồng buồn tàng pi rồi học sập pi nè nô cứ chỉ nè pe pon chấm nuôn đường pratica sa cấm mà phải cấm pe tàng osom bà cơ rốt nơi cả proyat ở ban khung phu đôi chân này đam bay proyat đôi bóng ôn ban chấm riệp đặc nhiều ban chấm riệp chỉ rơi rơi chun bốc mai bóng ôn chân đam bay cà pia chấm ngư covid đập làm buồn ban dương trơ tay công tới chỗ rum chụp chôm nơi cần lấy đại miên mình đủ trán công ba tới cần lấy đại miên cà chlong đi địa đàn để chấm ngư covid đập làm buồn hai công u sa ba tới sa rư co tới đồng bon đại miên mình đủ thọp chân chỗ nhực nhom mình trâm tay bà nó cầm ba đai cầm áo cầm tham hai cầm nơi pe đai tơ na một na trâu pe ma nâng u thay đà xa cầm liệt chắp đi mũi mai cần là làng tứ u xa bánh à con nâng chèl ở bàn trâm tứ ni hai cứ chia tháng năm tấp đó là o đó là xa đại bong ôn bảo sân chia tổ tua tiên tháng năm tấp ban tại bà nè bong ôn nâng mình ca chùm ngư covid đập làm buồn nụ tề bà đôi chân nó bỏ ra miền này miền bằng nắng. Nắm bây giờ tôi bán ở bỏ ra miền thamay thamay bằng thêm tiết xung subscribe.